Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm Giáo Mì Dạng. Hôm nay Khải hướng dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5, bài 63 nha. Trong lớp xem bài giảng của Hệ Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để Hệ có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học làm bài tập của bài 63, chia một số phân cho một số tự nhiên nha. Giờ trước hết là câu số 1, mình sẽ đặt tính giờ tính. 7,44 mình sẽ chia cho 6. Giờ như vậy là mình sẽ đặt tính, giống vậy mình sẽ chia bình thường thôi. Trước hết mình sẽ lấy 7 chia 6, 7 chia 6 thì được bao nhiêu? 7 chia 6 được 1, mình sẽ viết 1 nha. Như vậy 1 nhân 6 là 6, 7 chia 6 được 1. Giờ bây giờ mình thấy là đây có dấu phẩy, mình sẽ đặt dấu phẩy qua đây. Giờ sau đó mình hạ số 4 xuống, mình sẽ được là 14. 14 chia 6 thì bằng bao nhiêu? 14 chia 6 thì được 2. Giờ 2 nhân 6 là 12, 14 trừ 12 thì còn lại là 2, đúng không? Hạ số 4 xuống mình sẽ được là 24. 24 mình sẽ chia tiếp cho 6. 24 chia 6 thì được 4, đúng không? Giờ 4 nhân 6 là 24. 24 trừ 24 hết. Đúng không? Như vậy kết quả là 1,24 nha. Giờ tiếp theo là 47,5 mình sẽ chia cho 25. Giờ mình cũng đặt tính giờ tính nha. Trước hết mình sẽ lấy 47 trừ cho 47 chia cho 25 trước. 47 chia 25 thì được 1, đúng không? Giờ 1 nhân cho 25 là 25. 47 trừ 25 thì còn dư là 22. Giờ ở đây mình thấy có dấu phẩy, mình đem dấu phẩy qua đây. Giờ sau đó mình hạ số 5 xuống, mình chia tiếp. Như mình sẽ được là 225. 225 mà chia cho 25 thì được bao nhiêu? Sẽ được 9, đúng không? Viết số 9. Giờ 9 nhân 5 là 45, viết 5 nhân 4. 9 nhân 2 là 18, thêm 4 là 22. Như kết quả là 225. Như vậy 225 trừ 225 bằng 0. Như vậy kết quả là 1,9 nha. Giờ tiếp theo là 0,1904 mình sẽ chia cho 8. Giờ như mình thấy là ở đây có số 0, 0 chia 8 thì cũng bằng 0 thôi, đúng không? Giờ dấu phẩy đem qua. Giờ mình thấy là số 1 này nhỏ hơn 8 chia nhau cũng bằng 0 luôn, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ lấy 18. Mình sẽ lấy 19 chia cho 8, đúng không? 19 chia 8 thì được bao nhiêu? 19 mà chia cho 8 thì được là 2, đúng không? 2 nhân 8 là 16, 19 trừ 16 thì còn dư 3. Hạ số 0 xuống mình được 35, 30. 30 chia 8 thì bằng bao nhiêu? 30 mà chia cho 8 thì được là 3. 3 nhân 8 là 24. 30 mà trừ cho 24 thì còn dư 6. Hạ số 4 xuống mình được là 64. 64 chia 8 thì bằng bao nhiêu? 64 chia 8 thì được 8, đúng không? 8 nhân 8 là 64. 64 trừ 64 bằng 0, đúng không? Như vậy kết quả của cái chia sẽ là 0,0235, đúng không? Giờ tiếp theo phía dưới đây, 0,72 mình sẽ chia cho 9. Giờ như mình cũng đặt tính giờ tính nha. Như vậy là mình thấy là 0 chia 9 bằng 0. Dấu phẩy đem qua. Mình thấy là 7 nhỏ hơn 9, 7 chia 9 vẫn bằng 0. Đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 72 chia 9 nha. 72 chia 9 thì bằng bao nhiêu? 72 chia 9 thì được 8. 8 nhân 9 là 72. 72 chia 72 bằng 0. Đúng không? Như vậy kết quả là 0,08 nha. Tiếp theo sẽ là 20,65 mình sẽ chia cho 35. Như mình thấy là 20 nhỏ hơn 35 chia nhau sẽ bằng 0. Dấu phẩy đem qua. Như mình sẽ lấy 206 mình sẽ chia cho 35. 206 chia 35 thì được bằng sẽ được 5, đúng không? Giờ mình sẽ lấy 5 nhân cho 35. 5 nhân cho 35 sẽ được là 175. Mình sẽ lấy 206 trừ cho 175
thì sẽ bằng là 31, đúng không? Giờ nhi mình sẽ được dư số này sẽ là 31. Hạ số 5 xuống thì mình sẽ được là 315. Mình sẽ lấy 315 chia tiếp cho 35 thì được là 9, đúng không? Giờ 9 nhân cho 35 sẽ là 315. Như 315 chia 315 hết bằng 0. Như kết quả là 0,59 nha. Giờ tiếp theo là 3,927 mình sẽ chia cho 11. Như mình thấy là 3 nhỏ hơn 11 chia nhau bằng 0. Dấu phải đem qua. Giờ như mình sẽ lấy 39 chia cho 11 nha. 39 chia 11 thì bằng bao nhiêu? 39 chia 11 thì được 3. 3 nhân cho 33 là 3 nhân cho 11 là 33. 39 mà trừ 33 thì được 6. Dư 6, đúng không? Hạ số 2 xuống mình được là 62. 62 chia cho 11 thì bằng bao nhiêu? 62 chia 11 thì được 5. Vì 5 nhân cho 11 là 55. 62 trừ 55 thì còn dư 7. Hạ số 7 xuống mình được là 77. 77 chia 11 thì bằng bao nhiêu? Thì được 7, đúng không? Giờ 7 nhân cho 11 là 77. 77 chia 77 bằng 0. Như vậy kết quả là 0,357, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống như thầy? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ câu số 2 mình sẽ tìm x. Câu A là x nhân 5 bằng 9,5. Như mình nhớ là nhân chuyển quy hình chia. Như vậy có x bằng 9,5 chia cho 5, đúng không? Giờ hãy sẽ làm tiếp phía dưới nha. Như giờ xuống dòng x sẽ bằng 9,5 chia cho 5, nhân chuyển quy hình chia nha. Giờ xuống dòng x bằng. Giờ 9,5 mà chia cho 5 bằng bao nhiêu? Hãy sẵn dặn các em tính nhầm chỗ này luôn nha. Như vậy trước hết mình sẽ lấy 9 chia 5. 9 chia 5 thì bằng bao nhiêu? 9 chia 5 thì được 1. Mình sẽ viết số 1. Giờ dấu phẩy đem qua. Giờ như vậy là 9 chia 5 được 4, đúng không? Hạ số 5 xuống là mình được 45. 45 mà chia cho 5 thì được 9. 9 nhân 5 45, 45 chia là 45 hết. Như vậy kết quả x bằng là 1,9, đúng không? Giờ câu B mình sẽ làm tương tự thôi. 42 nhân x bằng 15,12. Như mình nhớ là nhân chuyển quy hình chia, như có nghĩa là x bằng 15,12 chia cho 42. Giờ hãy sẽ làm câu B. X bằng 15,12 chia cho 42, đúng không? Giờ xuống dòng x bằng. Giờ 15,12 chia 42 bằng bao nhiêu mình cũng tính nhầm nha. Như vậy mình thấy là 15 nhỏ hơn 42 chia nhau sẽ bằng 0. Dấu phải đem xuống. Như vậy mình sẽ lấy 151 chia cho 42. 151 chia 42 thì được 3, đúng không? Giờ 3 nhân cho 42. 3 nhân cho 42 thì sẽ được là 126. 151 mà trừ cho 126 thì được là 25. Hạ số 2 xuống thì mình được là 252. Mình sẽ chia cho 42 thì được là 6, đúng không? Như vậy kết quả là 0,36 nha. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như khác? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ tiếp theo là câu số 3. Trong 6 ngày cửa hàng vải Minh Hương đã bán được là 342,3 mét vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải? Như vậy ở câu số 3 này người ta nói là trong 6 ngày thì cửa hàng vải Minh Hương bán được là 342,3 mét vải. Hỏi trung bình mỗi ngày. Như vậy có nghĩa là mình sẽ lấy 342
phẩy 3 mình sẽ chia cho 6 thì được trung bình mỗi ngày, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 3 nha. Người ta hỏi là trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải, thì mình trả lời là trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số mét vải là, đúng không? Trung bình mỗi ngày cửa hàng Minh Hương bán được số mét vải là, ở đây các em có thể để là cửa hàng đó bán được số mét vải là cũng được, đúng không? Như mình sẽ lấy 342,3, mình sẽ chia cho sao, đúng không? Giờ ở đây các em có thể lấy giấy nháp cho mình tính, hoặc là các em tính nhẩm chúng cũng được, đúng không? Ở đây thầy hướng dẫn các em chia nháp vô, chia nhẩm chỗ này luôn. Như trước mình sẽ lấy 34 chia cho 6, đúng không? 34 chia 6 thì được bao nhiêu? Thì được này. Giờ 5 nhân 6 là 30, 34 mà trừ cho 30 thì được 4. Hạ số 2 xuống mình sẽ được 42. 42 chia 6 thì được bằng 42 chia 6 thì được 7, đúng không? Giờ dấu phẩy đem qua. Giờ sau đó mình hạ số 3 xuống, 3 chia 6, 3 nhỏ hơn 6 chia nhau bằng 0. Giờ sau đó mình sẽ khiêm số 0 ngoài sau để chia tiếp. Số 3 khiêm số 0 ngoài sau là 30. 30 chia 6 được 5, đúng không? Như vậy kết quả là 57,05m nha. Đúng nè, giờ đáp số nha. Là 57,05m. Đúng nè. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới đâu cho hai bạn cùng xem nha. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu có em thấy gì dạng gì thì bấm kết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Lim, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Lim nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.